Anh em, hôm nay chủ nhật nhá, 2 tuần rồi chưa đi câu nhá. Đây tôi còn đúng 11 bộ lăng xê thôi anh em nhá, hết đợt này là chắc là hết dài dài đấy. Hôm nay vừa trộn đồ cho mấy thằng em đi câu rồi, bây giờ tôi xuống hồ. Đó, đi câu. Anh em, hôm nay chủ nhật nhá, 2 tuần rồi chưa đi câu nhá. Đây tôi còn đúng 11 bộ lăng xê thôi anh em nhá, hết đợt này là chắc là hết dài dài đấy. Hôm nay vừa trộn đồ cho mấy thằng em đi câu rồi, bây giờ tôi xuống hồ. Đó, đi câu lăng xê là Em tôi tập đi đoàn xuống hồ đấy. Pacific Anh đã đến em nơi rồi nhá. nhá. Không biết đã được con gì chưa, nó vừa xuống xong. Sói được con gì chưa? Mỗi mỗi một con cá chim à? Tối nay ở đâu à? Anh em mới được một con mắc được một con rồi. Chờ thôi. Mối này vừa đây, không khô không ướt. Du Phi á? Chị gì? Của ông thụt liên tục kìa. Du Phi cả đàn vào rồi. Mới được một con anh em ạ, xin lỗi nha. Đánh con gì bé tí này. Kéo lại du phi hay chép chép con à? Trôi 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 nó hẳn vào đi đâu, nhăng nhãng lại tuột bây giờ lăng xê trôi đóng thẳng mồm nha anh em nhá, trôi nhỏ riêng đánh hồ này hải dình bắt con trôi như chưa cũ. Cái chỗ góc đấy mà không được em chuyển sang góc cây khô ăn chặt. Đây túi đây, túi gì tít đây. Con thứ hai anh em nhá. Đấy. Cái chỗ gốc cây này nó hay bị mắc này. Thôi được, cứ cho nó vào đã xong rồi tính chuyện sau. Cho sang bên kia. Cái chỗ này này. Để mẹ xuống bờ kia, nó vẫn nó đợi nhìn này. Chạy bờ bên kia. Qua cái chỗ cái vợt đó. Đấy thả mẹ bên đấy. Đấy, bắt đầu cụt lăng xê anh em nhá. Đấy, ok. Nay trời rất chi là đẹp, không mưa không nắng.
cây xăng đây dễ phải đấy ông này. Đôi khi đấy to hơn đôi khi đấy.